shop76.com, shop game gặp dòng online uy tín chất lượng anh em ơi. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Gen TV đây em ơi. Ok, bây thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn em cách tự các cái super ơi, hướng dẫn em cách cái super nhá. Đó thì cùng cái super cái vào khu anh em, cách thứ hai là cách đục vào khu ngẫu nhiên đi. Thì một cái super bạn thì anh em phải chuẩn bị mình một axe dài bạn, axe dài họ chạy axe đất cũng được, nhưng mà sẽ lâu hơn, các sẽ tốn thời gian đấy. Bạn làm kiểu làm chạy axe dài bạn thì đa số những bạn làm làm được để thực thuê toàn những ông axe dài thôi. Có người thì săn được thuê bằng kiểu là gì nhỉ, kẹp super kiểu lỗ ấy, băm nổ ấy. Mọi người thì săn kiểu phản sát thương nhá, không phải nhiều bạn nào làm cái này phải thử thuê cả nhiều cách đấy bạn, nhiều cách đắp. Thì cứ hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái super nhá. Cách đầu tiên là cách kích vào khu mà kích vào khu anh em nhá. Cách thứ hai là kích kiểu lột vào khu ngẫu nhiên nhá. Đó thì trước khi kích thì anh ấy chuẩn bị mình mặc xe dài mà đó, mặc xe dài nhá. Đây thì mình sẽ sâu coi cho em mặc xe dài đây rồi bây giờ mình nhận nhận đấy. Thì đầu tiên ý anh em muốn cái super ấy thì qua xe ra anh em nhé, phải rát ở dưới 10 em ạ, sắp gấp á, đây cái phần sắp gấp đây, sắp gấp nhá thì phải dưới 10 em ạ, dưới 10 đấy thì ác này của mình là sắp gấp là không em ạ, đấy sắp gấp là không em ơi, không nhá. Đó thì HP cao cao một xíu mà thì ác này mình cửa tiêu sức hồn đi thì nó sức hồn hơn, nhưng mà đệ là đệ khủng mà đệ khủng nhá thì nó cái super đấy bọn đây đó đấy đệ khủng em ạ. Em một set P gọi là cũng gọi là xương xương cái trang lên thủ lương này, không thể vào thì mình được có là đây, mình được có là 1.7 HP nhá, đấy 1.7 này, đó đấy. Đầu tiên anh em chuẩn bị cho mình nhá, một con nào xây ra này giáp dưới phải không nhá, giáp dưới 10 ạ, cứ mất giáp dưới 10 thì không âm mà em ơi, âm giáp mà, đó em phải chuẩn bị cho mình một con xây ra giáp dưới 10 nhá, qua 10 kiểu nó kích lên mà lâu em ạ, đó giáp dưới không, giáp dưới 10 thì kích dễ hơn nhá. Từ qua giáp trên 10 cách lâu hơn nữa. Đó tiếp theo là chuẩn bị cho mình một set phản sát thương nhá, từ 60% trở lên, một set phản sát thương từ 60% trở lên nhá, trở lên nhá. Đây thì ác của mình đã chuẩn bị cho một set phản sát thương nhá. Đây một cái áo này, một cái quần này, đấy tàn đồ bao sao thôi bạn, đấy chúng đem một set phản sát thương 75% nhá. Đây cả cái giáp luyện tập rất là tổng một set phản sát thương tận là 90% nha, đấy cực kỳ là game ạ. Một set phải sát thương 90%, bạn nào ở Dubai có thể dùng một set 6 sao để kích nhá. Đó bước thứ ba là anh em chuẩn bị cho mình một cải trang Android nhá, hoặc là cải trang Android 19 nhá, Android 20 hoặc là Android 19 em ơi. Đó đấy thì là đầu tiên là chuẩn bị cho mình một accessa này giáp dưới 10 này. Bước thứ hai là chuẩn bị cho mình một set phản sát thương từ 60% trở lên. Bước thứ ba là chuẩn bị cho mình một cái trang Android 20 hoặc là Android 19 nhé, bởi vì để cái Android này giúp anh em trâu hơn là cả nó vô hiệu hóa trưởng của super ấy, của super hay ra trưởng Kame, Senko cả là Atomic thì anh em cứ biến vô hiệu hóa nhé, vô hiệu hóa biến 100% sát thương trưởng thành kỳ đấy, cũng vậy nhá. Đây đó thì ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn em cách kích nhá, cách kích super nhá. Ô là hình như mình chưa mở cái capsule trung thu ra em ạ, chắc để hôm khác mở bật cái đây sao đây là vừa bạn. Đó giờ này thì mình gọi là xéo là đi kết super cho anh xem này. Đây ok, thì bây giờ đến cách cái super đầu tiên nhá, cách cái super sao cho nó vào khu anh em nhá, vào khu anh em nhá. Đây mình sẽ đến đảo Kame, tìm khu nào có bờ đi để kích nhá. Đó cái đầu tiên nhá, cách cái super vào khu của anh em nhá. Đó thì em một cái super thì nhớ chuẩn bị 3 bước nhá. Nên là chuẩn bị mình một nick xe ra giáp dưới 10 này, với cả là chuẩn bị một xe phải sát thương trên 60% này, với cả là một cái xe Android 20 hoặc là Android 19 đấy, ok nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái super vào khu của anh em nhá, mình qua lũ hoa vào kích đi. Đây không có đâu đi à, sẽ ăn ạ, ăn cái này rất là vui nhanh, tự động luyện tập nhá. Mình mong được giải thoát.
thoát vậy? Rồi ta nghe về cô độc. Ui, có Brody không? Brody trốn đâu ta? Không thấy Brody mà, để mình tìm Brody nhá. Brody Fine. Không có mình không? Qua mắt khác đi. Ok, thì đây mình sẽ kiếm vào khu của em nhá. Kiếm vào khu của anh em đứng ấy, để em tự thân tử được. Săn thử thuê ấy, xuất hiện như kiểu là một những ông săn thử thuê em ạ. Cực kỳ là gắt luôn. Cũng không có luôn. Ok, anh đợi mình cứu super chứ, để mình kiếm thử em kích nhá. Tìm bấu đi em ạ. Nó trốn đâu rồi ấy, mất thời gian quá. Mình tìm em ơi. Khu 2 này. Ông theo mà hôm mình đi bình thường ra thấy để một Brody ở đứng ở đường, bây giờ đứng kiểu gì ấy. Ok, đợi anh, đợi mình tìm nhá, đợi mình tìm Brody rồi anh chỉ cho anh em nhá. Nhá. Ok bạn, thì mình tìm thấy anh Brody mà, thì mình sẽ hướng dẫn em nhá, hướng dẫn em cách cái số bộ khu anh em bạn đấy, tìm mãi thấy anh Brody mà, để mình hướng dẫn em cách nhá. Một cách kick super vào khu của anh em nhất đây, thì theo tiên bạn cách kick super vào khu của anh em nhất rồi. Bạn là một đối tượng một cái muốn kick super vào khu ấy thì anh em làm cho mình nhá. Đấy, đây thì anh em cứ đây thì mình là ở rừng cỏ, mình là rừng cỏ khu 2 nhá. Đây đang rừng cỏ khu 2 nhá, thì mình sẽ kick super vào khu mình nha em ơi. Thì anh em phải gọi chăm chỉ em ơi, cái này thì kick thì anh em phải chăm chỉ em ơi. Ô sao mình nó bị sao ấy, với khu 2 đó, để khu 2 nhá, mình sẽ ăn, mình tắt đi, tắt cái đi á. Đây thì mình sẽ hướng dẫn em cách cái super khu anh em nhận đây. Thì cái này thì cái một đấy, một cái một đó thì cách cái super khu nhá. Đấy, đây là cái super khu đấy, thì mình ở rừng cọ khu 2 nhá em ơi. Rừng cọ khu 2 đấy, thì cái này nhá, thì anh em nhá, cứ khi để anh thấy con bấu đi để anh bẹp nó nhá, anh bẹp nó phát này. Đấy, bẹp nó em ạ, cho nó phản ra còn chết đi rồi phản đấy. Sau đó cứ khi nào con bấu đi sớm anh lại bẹp nó nhá, cứ bẹp khi nào chết thôi em ạ. Đó, cứ khi nào ra là bẹp, anh lại bẹp nhá, cứ ra là bẹp mà, cứ bẹp ra là bẹp, là bẹp toạ cho nó chết nhá, cứ ra bẹp cho nó chết em ạ. Đó, khi con bấu đi hồi sinh anh lại bẹp nó cho nó chết nhá. Đó, để khi nào nó xuất hiện con bấu super thôi em ạ. Cứ em chăm chỉ nhá, cứ kiên trì mà. Nếu mà 10 con chưa ra thì 20 con ống chưa ra thì em phải kích khi nào bằng da thôi em ạ. Đấy, cứ khi nào chết thôi em ạ, giết chết chục 40 con chưa ra thì em vẫn chăm chỉ kích nhá. Đó, kiểu đó, khi nào nó ra chục con rồi mà 20 con rồi 30-40 con rồi mà nó kiểu vẫn chưa, anh giết 30-40 con bấu đi rồi mà nó vẫn chưa ra super thì em phải kích nhá. Vẫn bèn khi nào nó ra super thôi em ạ, chăm chỉ em đừng có mà kiểu là lản em ạ, đừng lản em ơi. Ok, thì mình sẽ bèn cho xem mà, kích xem mà. Đó, cứ khi nào ra là mình bèn nó chết thôi em ạ, khi nào nó biến super thôi nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ kích nhá, để khi nào bên super thì mình chỉ quay sang xem nhá. Đấy, được 3 con tới rồi em ạ. Này nhờ. Ok mời, thì sau một hồi vật vã mình kích super em ạ. Đấy, mình giết khoảng tầm khoảng mấy chục con super nhá. Đấy, ra thế nào? Dưới gọi khu 2 đấy là super đây em ơi. Bây giờ cách một khá hiệu quả. Ô, có đây một sự máu mà mình phải còn một máu nhá. Phải còn một máu chờ lại em ơi. Ta lấy hết năng lượng đã. Cực kỳ đơn giản em ạ. Ui giời ơi, đang thử đơn giản lắm em ơi. Đấy, mình phải là còn đây còn khoai qua này không, khoai qua này, ăn để thử à. Đấy mình đây em ơi, đấy nhá, rừng cọ khu 2 nha em ơi. Đấy, rừng cọ khu 2 này chưa, đơn giản nhá. Có ông qua mình sẽ kích cho còn không phải là một máu nhá. Chú ông mí hơi chú còn ăn đi YouTube Gen TV. Đó, cái super đó, nhìn thấy chưa, thế ạ, cái đơn giản mà đấy, khu 2 đấy kích dễ em ơi, xong rồi nhá. Ừ, không biết ai ăn đây em ạ, cho rồi mình kích quá nhá, em mình kích quá bờ rồi nhá. Đó, ok đấy, cái một khá đơn giản, cái một anh cứ khi nào super ra anh cứ bèo cho chết thôi nhá, thì sao lại thì super sẽ chết vào khu em nhá, nó vào khu của anh em, khá đơn giản mà khi nào super ra ấy thì quên, khi con bầu đi được sống với này cứ bem khi nào chết thôi nhá, cứ hồ sinh anh bem cho chết là ra khu anh em. Ok, đây là cách thứ hai, cách thứ hai này. Ok ơi, thì bây giờ đến cách kích super thứ hai em ơi, cách kích super theo kiểu chó bạn đó, thì anh em một bầu đi đúng không, thì anh cứ đấm nhá, em đấm nó này em chạy em ạ, cho nó cứ đấm của anh em thôi, anh cứ đứng im chỗ nhá. Đấy, đấy cho nó kiểu hồi em ạ, đó đấy, đấm anh em, anh cứ đứng im chỗ nhá, đấm em ạ, cho nó chửa con các kiểu đi, anh em không phải đánh chết nó nhá, để cho nó đánh em nhá. Đấy, anh có thể đánh cho anh em cho nhiều HP đi mà tức giận biến thành super rồi đấy.
bên anh em nó chạy mất rồi. Đó anh để cho nó bên anh em như thế nhá. Sau một hồi tự nhiên nó cửa nó tức giận em mà nó biến thành nó super á, nó sẽ để khu khác bạn, nó không để khu anh em nữa, nó để khu bất kỳ bạn, nó không để khu của anh em đâu. Thế mình à, muốn làm thử ngon thì cái kiểu tự tư mày cái kiểu bem được chết em ạ, thì nó sẽ lợi hơn, lợi thế hơn. Đó thì xem mình nhá, cái kiểu super, cái kiểu đầu tiên là bước ta cách đầu tiên là cách kiểu là giết được super chết ấy, thì nó sẽ hiệu quả hơn là bởi vì nó sẽ vào khu anh em, thì anh em sẽ không phải vào khu nhá. Còn là cái kiểu thứ hai là thì cái kiểu chọc chó thì nó ấy là, thì nó kiểu là nó đẩy khu, nó đẩy khu tung thì anh em đó là khu là rất là khó đấy, là tới anh em nữa. Xong hồi có super được con bao nhiêu tức giận biến thành con super em ạ, khoảng 5-6 phút hay 5-10 phút thì em phải biến super nhá. Ok, vậy thì cứ tự tự đấy nhá, em thấy hay em quý mình nên lại một like và đăng ký một chút mình nhá. Bye tất cả anh em nhá.